Rồi, hello bạn, chúc mừng bạn đã đến với YouTube channel của Thanh Như Con. Thì hôm nay mình có gặp một bạn trong nhóm tăng chiều cao để có quá trình gia tăng phát triển chiều cao thành công. Thì tới chia sẻ kết quả với bạn ha. Thì em có thể giới thiệu một chút về bản thân là em tên gì, sinh năm bao nhiêu nhỉ? Mình tên Hùng, mình sinh năm 2004 nhá. Thì không biết là lúc chưa tập gì là em 1m bao nhiêu và hiện tại là 1m bao nhiêu? Lúc chưa tập gì là mình 1m72 và sau khi tập mình đã cao lên 1m77. Là 5cm đúng không? Là mất bao lâu em? Em đã mất 3 năm để cao từ 1m72 lên 1m77. Thì trong vòng 3 năm đó thì em tập những cái gì mà em lên được 5cm, em có thể kể rõ ra cho mấy bạn không? Mình đã tập những bài tập của anh Nguyên Acon và mình đã đá bóng. Cầm giúp anh đi ha. Còn đá bóng ra có bơi lội hay là chạy bộ gì đó nữa không? Mình có đá bóng với cả chạy nữa. Chạy ha. Thì hiện tại là 1m77 em nhỉ. Thì không biết là em có thể chia sẻ thêm là ba em cao 1m bao nhiêu, mẹ em cao 1m bao nhiêu? Ba mình cao 1m65 và mẹ mình cũng cao 1m65. Hiện tại là mình 1m77 đúng không? Cao hơn ba và mẹ rất là nhiều ha. Thì sau cái quá trình 3 năm luyện tập như vậy thì em có cái lời khuyên gì đúc kết muốn chỉ cho các bạn không? Thứ nhất là các bạn cần có chế độ dinh dưỡng tốt. Thứ hai là các bạn cần ngủ nghỉ đầy đủ. Và thứ ba là các bạn cần có chế độ tập luyện khá khác. Chúng mình phải quy luật với bản thân ha. Bây giờ là theo như chia sẻ là em cũng khá là bận, nhưng mà em vẫn cố gắng duy trì tập một tuần mấy buổi nha. Nãy em nói đó. Ngoài mình có chia sẻ là mình sẽ tập 3 buổi một tuần. Hoặc nếu mà khỏe hơn thì mình sẽ tập từ 5 đến 6 buổi, chứ nghỉ 1 buổi. Nói chung là làm gì làm ít nhất là một tuần cũng phải tập được 3-4 buổi ha. Để cho trao đổi chất của mình nó tăng. Rồi, em có lời khuyên như vâng, em có muốn chúc các bạn trong nhóm tăng chiều cao điều gì không? Mình chúc các bạn cao thành công trong tương lai. Rồi em còn muốn chia sẻ gì với mấy bạn nữa không? Rồi mình đây làm video đánh dấu ngắn ha. Rồi giờ mình sẽ quay chiều cao 1m77. Đây, bốc giấy hiện tại này rất đẹp ha.